hai người luôn. Ừ, hai người luôn đó. Nó cơm, nó nước cho hai người ra, ai cùng ăn á. Hai người thôi. Sao khóc rồi? Có đâu. Vậy á, muốn khóc khóc, muốn cừ cừ. Không khóc. Không đâu khóc. Không khóc đâu, không khóc. À, xin chào quý cô bác anh chị. À, ngày hôm nay thì Phong Bụi đang có mặt tại xã Tân Bình, thuộc huyện Thanh Bình, ở tỉnh Đồng Tháp. Và hôm nay thì Phong Bụi có ghé thăm một cái hoàn cảnh mà nghe nói rằng cực kỳ bi đát. Một bà cụ 80 tuổi mà phải nuôi hai người trong nhà tâm thần, một là con và một là người cháu. Đây là lối đi vào duy nhất của nhà bà cụ. Lối vào đi phía sau nhà một cái hộ dân ở bên này, và phải đi ngang qua hai cái phần mộ. Bây giờ thì mình sẽ đi bọc qua bên đây để ghé thăm nhà bà cụ nha. Mọi người nói ở đây là bà Tám nuôi hai người tâm thần. Tám ơi, anh tên gì? Tâm. Anh Tâm hả? Tâm em. Anh Tâm là gì với bà Tám? À, con. Con bà Tám. Ừ. Anh Tâm năm nay nhiêu tuổi rồi? À, 29 tuổi à. 29 tuổi. Ừ. Wow. Nó lớn tuổi rồi. Dạ, Tám. Ừ. Nó có cháu ngoại rồi, cháu ngoại rồi. Còn chị gái này tên gì? Nhi, em tên Nhi. À. Giờ cũng không biết tuổi trong tại khai. Ê, em tên Nhi. Giờ này hỏi cô, tao cũng không biết. Tám năm nay bao nhiêu tuổi? Tám mười sáu. Mới đi chích thuốc, mới về tới là mỗi ngày mỗi đi chích coi. Tám bị bệnh gì mà chích thuốc? Đau chóng mặt rồi lừng khừng đi không được. Mới đi thằng chóc ổn trở đi chích, mới về tới nằm á. Anh Tâm thì bị bệnh hả? À, nó bệnh á. Bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần. Dạ. Bệnh ngõ này nó khùng. Nhỏ này là con của, là cháu của Tám. Con của đó. Ủa như vậy thì vợ nó bỏ. Gái thứ hai. Nó ba đứa con rồi vợ nó bỏ. Vậy thì hai đứa con của anh Tâm. Rồi hai đứa kia đi theo mẹ nó. À, chị bỏ lại chị cái đứa tâm thần thôi. Bỏ đứa tâm thần ở Tâm luôn đó. Chị Nhi năm nay nhiêu tuổi rồi ta? Em Nguyễn Nhi 21 tuổi. À, vậy là kêu em rồi. Nhi ơi, lên đây. Lên giường ngồi với bà nè, bà nội nè. Nè, ngồi. Lên không chứ anh. Ngồi lên cho thành, cho tiền. Nó cho ba người đồng. Chết, không ai được. Ngồi đây. Chấm khư đi anh. Rồi Tám chăm sóc hai người luôn. Ừ, hai người luôn đó. Nó cơm, nó nước cho hai người ra, ai cùng ăn á. Hai người thôi, ba người không. Hai người thôi chứ, mẹ đâu có khung. Trời ơi, trăm hoàng có khiệu mà đã tấu ngày mà. Mẹ em ăn bỏ nhà em nhỏ ra. Em sống bà nậu không có chuyện. Nhà nghèo không có chuyện, sống bà nậu tới lấy rồi bị gì luôn. Đi mặn đậu này đậu kia, người ta cho nhu lấy nhu, đâu có biết đâu. Nhi có đi mần nhiều không? Có đi mần, có bộ ông Tàu nhỏ ngoài ông Tàu á. Hồi đó nó có đi mần mấy năm trước này kia. Rồi năm ngoái tới giờ hết đi mần. Quánh ghét rồi giờ hết thấy đường á. Nó tán nó không hả mẹ? Vậy thì năm ngoái giờ là không đi làm được rồi. Tiền thu nhập gia đình mình từ đâu? Nhờ nhà nước với người ta cho gạo ăn. Còn cái nhà này thì ai xây cho? Cái nhà cũng nhà nước không? Cũng cái gì cũng cũng nhà nước không? Nhà bà nội em á. Nhà nước, nhà nước khác. Bà nội em còn nhỏ đó. Rồi anh có đi làm gì không? Có, ông đi mặn ngoài. Dắt khoan đồ. Nó đi dắt khoan đồ rồi nó hút thuốc, nó uống nước. Cái nó có đưa tao bạc nào mẹ. Rồi vậy là bà là phải tự, bà Tám là phải tự lo hết từ đầu đến cuối tự luôn. Tự lo hết nhờ nhà nước đó. Trước giờ anh có quậy quọ gì không? Không. Không, không ăn trộm ăn cắp mà không quậy quọ ai để đâu. Đều khùng quá lên mà trời như đó. Còn Nhi có khi nào lên trời nóng rồi căng thẳng không? Không, không có, đi mặn ngoài à. Nó hờ nó mà còn quá. Nó đâu có mặn cái gì đâu. Nằm tối ngày vậy.
một số ngày đó nó đòi uống nước không, nó đòi ăn cơm, nó đòi ăn không à, đòi uống nước đòi ăn cơm không à. Đó thì mình có bờ đó ăn nặng bao cái số thôi trời, nó hồi năm xưa nó năm hồi không đau nói đúng rồi, năm xưa đúng rồi, đừng nói chàm. Ăn giờ thì mặn rồi, có chê không ạ? Khủng quá bao. Có chê mấy ngàn lẻ. Trời ơi, cho em mấy ngàn lẻ, gặp ai cũng xin mấy ngàn lẻ. Gặp ai cũng xin vậy hả? Gặp ai cũng xin nữa. Cho 100. Nó bữa đó dắt nó đi lần chợ hết tóc mà không có thợ. Mà nội người cho 20, 50, 20, 50 gì cũng mấy trăm ngàn. Rồi nó đòi đi nữa, tao không cho. Sao bà không cho? Không cho nó đi lại đàn chợ nữa. Bà Tám là năm nay 80 tuổi rồi mà nuôi 86 tuổi rồi mà nuôi hai người. Nhưng coi hút thuốc mà quăng vậy đó lắm. Dạ nghèo đó, không có chị đi mặn đậu này đậu kia kìa. Đi mua thì mua kia cơm ăn bậy thả. Đâu có mặn gì đâu. Tặng tháng đi ra ngoài đường. Mắt cái làm gì nó không thấy đường. Thấy không thấy đường. Đó cháu mới cho đồ 50 ngàn. Mới đi chích thuốc mới về tái rồi. Mò. Mò đâu mò. Thấy cha cực không? Không. Biết cái cha bị bệnh gì không? Không, đâu có biết đâu gì đâu. Đi hoài à. Có cha mới lẽ không? Trời ơi. Để ta nói chuyện. Để ta nói chuyện. Sao mày có bệnh gì kỳ quá nhây? Nó có em nó nhỏ cũng ngộ lắm, có chồng có con đi mặn cũng lãi rồi có chồng cũng lãi rồi, hai ba đứa con. Sao khóc rồi? Có đâu gì á, muốn khóc muốn cười cười không khóc không được không không khóc đâu không khóc thôi bầu. Sao khóc nè, nói nghe. Không được không? Mới khóc mà. Không được không? Tại em nói khùng khùng, nó nói gì vậy nè. Rồi hai đứa, đây là Nhi nè, chắc có lẽ là Út đúng không? Con của anh Tâm là Út. Nó con nó có ba đứa, thằng Đai thì nó có vợ, nó theo bên vợ. Dạ. Thằng Út á, còn con gái thì có chồng cũng hai ba đứa con rồi cũng theo bên chồng. Ở đâu ngoại họ đi mà họ kiếm họ con ơi. Rồi hai đứa con giờ bỏ tao ở nhà mang hai người này nè. Mang hai người khùng này nè. Chứ có ai cho tiền, có ai giúp đỡ. Đi mà họ ăn không. Vậy là bà là tự đi, bà Tám là tự đi nấu cơm rồi. Nấu cơm, đi chợ ha. Cái gì cũng tao không, nhỏ này ngọn chỗ. Sao không đi chợ nấu cơm? Đâu biết rồi, mấy năm tiếp còn nấu giờ nghỉ rồi. Thấy được đâu mà. Em đó còn nấu giờ em nghỉ nấu à. Mắc đi yếu hả? À? Đi mà cỡ đâu có nghỉ đâu. Nó khờ. Mà cỏ biết mà cỏ không? Biết, con biết mặn. Thôi rồi bà. Tao mới đi chích thuốc mới vừa cái đột. Thuốc còn bỏ một túi nè. Đài làm cái thuốc hết. Không thuốc, không có. Ngày nào cũng uống thuốc hết à? Quê ăn đâu? Cũng đi chích uống à. Kêu quê ăn đâu? Ở thành phố. Phố vô đây hả? Vô mấy cây ăn. Không tự. Chết được lắm. Hỏi ai hỏi tới luôn mà. Nhớ không? Hỏi xong mà bữa sau quay lại gặp lại nhớ không? Nhớ không nhớ nào. Nhớ không bà Tám? Nhớ, à, tôi nhớ. Nhớ không? Nhớ mày hả? Ví dụ như con gặp xong rồi chị Bi Nhi nó hỏi con rồi có khi nào bữa sau gặp lại nhớ không? Hay là hỏi rồi quên? Quên rồi. Nó khùng nó không biết à. Ai khùng? Em á, bị khùng được nhất. Không biết sao hỏi? Hỏi rồi. Mới hỏi đó, hỏi quê ở đâu đó? Tôi có hỏi rồi. Đi có chè cho mấy lẻ. Trời ơi, cái gặp ai cũng xin mấy ngàn lẻ không? Còn có cho em mừng 20 nè. Đi lại chợ bữa đó đi ra hết tóc cũng vậy. Ai cũng gặp cho mấy ngàn lẻ mà đưa được cũng mấy trăm à. Thôi đừng có đi xin. Người ta thương người ta cho.
đúng rồi, nói gì đúng rồi. Gặp ai xin, gặp xin trong quán gặp, hoài. Gặp xin người ta không không thích. Người ta ghét, người ta dạ. Cứ mình sống sao á, người ta thấy thương người ta cho là người ta quý là người ta tiếp. Cho xin là người ta không sao nó không cho nữa đâu. Tao hồi đó giờ ở đây nhà cửa đất cát đồ này kia. Đất cũng ở cất nhà đây hay cũng của nhà. Mà tự hồi đó nhỏ lớn giờ ở đây không. Cũng không có ai ghét hết. Rồi con nghe nói ở xã này á, là bà là một lúc mà nuôi hai người tâm thần. Rồi có lúc hồi xưa chị Bí Nhi này nè có tự có thời gian tự lấy tay đập vô mặt luôn. Ừ, tại tán bệnh này tán kia tán riết mà nó hết thấy đường á. Hồi nhỏ hả? Mới đây nè. Tán sao đâu? Chừng năm mấy nay nó quánh vô mặt nó không. Nhi. Dạ. Yeah. Em nhớ là em tự đánh em sao? Đâu có đâu, em đâu có đâu. Cháu nha. Nghỉ lâu rồi, 10 năm rồi. Tán bên này, em tán bên này, lấy tài em tán không? Giết mấy ổng quá trời, mấy ổng thấy tội nghiệp đằng trời, anh ta la nó. Rồi anh Tâm, anh có thấy con mình tự lấy tay tán cái mặt không? Tán, nó quýnh nó, người ta la nó, nó đừng quýnh, quýnh nó chạm trên kinh, nó khùng. Nó buồn cái nó quýnh nha. Nó phun nước miếng rồi ăn cơm đủ. Mày à, cho tiền nó 2.000-3.000 này kia nó cầm hoài. Có tiền tay nó thôi không nó tiền này. Thì nó đòi. Nó đòi tiền không à? Đòi tiền thôi. Ừ đúng rồi. Có nhiêu cũng được hết đó, nắm tay thôi. Hôm nay thì đến với gia đình thì con xin được cái món quà nhỏ từ một cái cô chủ nhà hàng ở Bình Dương ủng hộ cho gia đình mình 1.000.000 đồng. Thì cũng hy vọng rằng là san sẻ một khó khăn. Cũng cảm ơn con. Dạ, con gửi bà nha. Nhi biết tờ đây bao nhiêu tiền không? Biết. Tờ bao nhiêu? Cho Nhi lấy nhiêu. Hai trăm. Cho em đi. Tờ này bao nhiêu? Tờ này bao nhiêu? Cho Nhi lấy nhiêu. Biết em có biết. Tờ bao nhiêu tiền? 40.000-400.000. Một triệu. Rồi ví dụ như là tiền rồi cho bà cái chị Nhi cầm mà chị Nhi có đưa lại không? Đưa hả? Đây này, đây có tiền lẻ nè, cho nè. Đâu? Đây. Còn đưa tiền kia cho bà nội. Đưa mấy cái tờ đó. Đến lại đây. Ừ. Cho năm mừng ngày ha. Ừ. Có tiền lẻ uống nước chưa? Cảm ơn con nghe. Dạ. Thắng, cho mừng nữa đi. Ừ, cho thêm tơ nữa nè, cho mừng nè. Xin thêm, xin bớt đó. Cảm ơn con nghe. Dạ. Lớn tuổi rồi mà không được được báo hiếu mà cuối cùng phải cực hơn nữa thấy không?